Xin chào các bạn, du học là một khoản đầu tư không nhỏ về nhiều mặt, đặc biệt là tài chính. Học bổng chính là một trong những phương pháp giúp bạn tiết kiệm được một phần chi phí học không nhỏ. Thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, một trong những công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam, sẽ giới thiệu cho các bạn một vài và những cái thông tin nho nhỏ về học bổng của trường Oxford College của Úc. Thì hiện tại trường đang cung cấp những suất học bổng hấp dẫn cho học sinh quốc tế ở bậc trung học phổ thông lẫn bậc đại học. Và nếu bạn đang có dự định đi du học Úc thì đây chính là thời cơ vàng dành cho các bạn đó. Trường Oxford College là một cơ sở giáo dục tư nhân tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Melbourne, thuộc thành phố lớn thứ hai của Úc và là thủ phủ của bang Victoria. Trường có ba cơ sở, đó chính là trung tâm Anh ngữ Oxford, trường cao đẳng Oxford và cao đẳng kinh doanh Oxford. Các khóa học được đào tạo bao gồm tiếng Anh, chương trình trung học phổ thông, dự bị đại học, chương trình cấp chứng chỉ, quản lý kinh doanh và bằng cao đẳng hoặc chương trình đại học. Tất cả các khóa học đều được cấp giấy chứng nhận của Australian Qualification Framework. Về phần học bổng thì đối với hệ trung học phổ thông lớp 10, lớp 11, lớp 12, học sinh quốc tế khi ghi danh vào học chương trình trung học phổ thông năm đầu tiên tại trường Oxford sẽ có cơ hội được hưởng các suất học bổng như sau. Thứ nhất là học bổng 20%, khoảng 1.400 đô la Úc hoặc 1.700 mỗi kỳ. Yêu cầu đầu vào đó là các bạn phải đạt GPA 85% hoặc tương đương trở lên. Thứ hai là học bổng 15%, trị giá 2.550 hoặc 1.275 đô mỗi kỳ. Yêu cầu là GPA từ 75% hoặc tương đương. Học bổng thứ ba là 10%, trị giá khoảng 1.700 đô Úc hay cụ thể hơn là 850 đô mỗi kỳ. Yêu cầu đầu vào là các bạn phải đạt GPA 70% trở lên hoặc tương đương. Điều kiện để được cấp học bổng trung học phổ thông của trường Oxford đó chính là dành cho các bạn sinh viên đăng ký nhập học trong khoảng thời gian ngày 1 tháng 1 2017 đến 30 tháng 6 năm 2017. Thì bây giờ là tháng 4 rồi cho nên các bạn cố gắng tranh thủ sớm để các bạn có thể nhận được suất học bổng này ha. Các suất học bổng sẽ được tính toán và trao tặng theo từng học kỳ đến các khoản tiền mà học sinh đóng để cho nhà trường khi bắt đầu một khóa học. Và kết quả học tập trong từng năm phải được bảo đảm để đủ điều kiện được cấp các suất học bổng tiếp theo nữa các bạn. Tỷ lệ lên lớp của các học sinh cũng phải giữ vững ở mức là 90% để đủ điều kiện được cấp các suất học bổng tiếp theo. Nếu học sinh có bất kỳ các môn học nào không đạt sẽ bị chấm dứt học bổng ngay lập tức. Và học bổng này cũng không có thể nào quy đổi thành tiền mặt được ha các bạn. Rồi học bổng thứ hai đó chính là học bổng dành cho các bạn học chương trình đại học. Đây là học bổng giới hạn cho các bạn sinh viên đăng ký với các khóa học như sau. Khóa học thứ nhất là về cử nhân kinh doanh hay là Bachelor of Business chuyên về marketing, kế toán hoặc quản lý. Học bổng thứ hai cho khóa học cử nhân kinh doanh chuyên về kế toán là Bachelor of Business chuyên về Accounting, được công nhận bởi CPA Australia và CA Australia New Zealand. Sinh viên quốc tế khi ghi danh vào học đại học năm đầu tiên tại Oxford, tùy thuộc vào hiệu suất học tập thì sẽ có cơ hội được hưởng các suất học bổng như sau. Học bổng thứ nhất trị giá 1.500 đô hoặc cụ thể hơn là 750 đô mỗi kỳ. Yêu cầu đầu vào là các bạn phải đạt điểm GPA tối thiểu 80%, IELTS 6.0 hoặc tương đương. Học bổng thứ hai 1.000 đô hoặc 500 đô mỗi kỳ. Yêu cầu GPA tối thiểu 75% hoặc tương đương. Học bổng thứ ba 500 đô hoặc 250 đô mỗi kỳ, yêu cầu GPA tối thiểu là 65% hoặc tương đương. Và điều kiện cấp học bổng chương trình đại học của Oxford đó chính là dành cho các ứng viên ghi danh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 2017 đến 30 tháng 6 2017 thôi. Các suất học bổng sẽ được tính toán và trao tặng theo từng học kỳ đến các khoản tiền mà học sinh đã đóng cho nhà trường khi bắt đầu khóa học. Kết quả học tập trong từng học kỳ cũng phải được đảm bảo để đủ điều kiện được cấp các suất học bổng theo mỗi kỳ. Học bổng trao vào kỳ 2 sẽ được căn cứ vào kết quả của học kỳ 1. Nếu mà sinh viên có bất kỳ môn học nào không đạt sẽ bị chấm dứt học bổng. Rồi học bổng này không thể quy đổi thành tiền mặt. Học bổng cho các học sinh hiện đang học sẽ được tính vào các kỳ tiếp theo. Thì đó là một vài thông tin chi tiết về trường cao đẳng Oxford cũng như là điều kiện đầu vào để các bạn có thể đăng ký nhận chương trình học bổng của trường. Thì nếu mà các bạn còn thắc mắc thêm về vấn đề hồ sơ, điểm số của bạn liệu rằng có đủ để nhận được học bổng của trường hay không, hoặc các bạn muốn được xét học bổng thì các bạn có thể mang hồ sơ lên trực tiếp công ty hoặc điện thoại vào số 0838484879 để được tư vấn cụ thể. Hoặc nếu các bạn lên công ty thì các bạn có thể lên vào địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương cũng có chi nhánh ở ngay tại quận 5,
số 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Và hoặc những bạn nào ở tỉnh miền Trung hoặc miền Bắc thì các bạn có thể là lên trực tiếp tại văn phòng thứ 3 ở tại chi nhánh Nha Trang ở số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.